Dạ, kính chào cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến với cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 toilet. Thì căn nhà này đang ở khu Thế Nhật 1, thì cách Đại học Y Dược khoảng chừng 300m là tới Đại học Y Dược. Thì đường số 23, nhà này diện tích bề ngang 4 x 10, 40m² trên giấy, sử dụng một trệt một lầu khoảng 120m². Thì chủ đang có nhu cầu bán nhà mới 100%, đông giai đoạn hoàn thiện ha. Chỉ còn khoảng một tuần nữa là hoàn thiện căn nhà. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế, khi gặp chủ mình thương lượng mua bán thì nhà này có tặng nội thất trong nhà như bộ salon dưới giường hộp đồ nha. Tặng một ít nội thất. Thì đường lộ giới trước nhà lộ giới khoảng 12m, lộ thì xa 6m, là mỗi bên 3m. Quay về hướng Tây Bắc ha. Quay về đường này Tây Bắc. Đường này là đường số 23, gần ngã ba, cách đường Đại học Y Dược khoảng chừng cách đường Nguyễn Văn Cừ khoảng chừng 150m tới đường Nguyễn Văn Cừ, gặp ủy ban phường An Khánh luôn. Cách chợ An Khánh khoảng chừng 200m tới chợ An Khánh, thì bán kính trong vòng 500m là đầy đủ tiện ích hết. Nhà thì phía trước sẽ gắn cửa nhôm Sifa kiến cường lực nha. Cửa thì để sẵn trong đây. Nhà đang trong tình trạng hoàn thiện. Thì nữa chừng nào hoàn thiện sẽ quay lại một lần nữa cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Đây, cửa nhôm Sifa thì để sẵn trong đây ha. Ở tầng trệt thì sẽ có một cái toilet, còn kệ bếp thì âm tường ở đây nha, không gian bếp đây. Tầng trệt thì phòng khách, một toilet và một gian bếp. Trên lầu mà đi dài lên lầu cho quý chú anh chị em mình tham quan trên lầu luôn. Trên lầu thì có lầu một thì có 2 phòng ngủ ha. Đây, phòng ngủ ở phía sau trong, cửa gỗ bên rất là cao cấp luôn. Còn đây là phòng ngủ ở phía trước. Đây là không gian nhà vệ sinh ha, tầng 1. Đây là không gian phòng ngủ ở phía trước nè. Thì nhà đang nhà mới 100%, cỡ một tầng nữa là sẽ hoàn thiện nha. Thì quý chú anh chị em nào quan tâm tới nhà mới khoảng 3 tuổi 8 50, sở hữu được căn nhà này một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ và toilet. Thì lên đây có 2 phòng ngủ trên đây, có giếng trời ngay cầu thang đi lên. Diện tích bề ngang 4 x 10, 40m², sử dụng một trệt một lầu 80m, sử dụng một trệt 2 lầu là 120m², pháp lý là sổ hồng thổ cư hoàn công. Nhà sẽ hoàn công cho quý chú anh chị em luôn. Gạch là gạch gỗ nha, gạch nền là màu gỗ. Cầu thang lan can lên thì cũng bằng gỗ bên luôn. Đây nhà vệ sinh trên lầu ha. Đây phòng ngủ ở phía trước luôn. Mỗi phòng đều có tặng cái giường hộp cho quý cô chú anh chị em nha, cái giường hộp với tủ quần áo. Đường số 23. Đây chạy thẳng thẳng đây là Đại học Y Dược hướng này. Đi hướng này sẽ là ra chợ chừng 200m, tới trường học cũng khoảng 200m. Đây thì ra đường trung tâm thành phố Cần Thơ, đường Nguyễn Văn Cừ. Thì đường số 23 thì đi tùm lum chân, đây thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ, thì bán kính trong vòng 500m là đầy đủ tiện ích hết. Giá dao động khoảng 3 tuổi 8 50 sở hữu ngay, giá còn thương lượng nha. Một căn nhà mới, một trệt 2 lầu, 4 nhân 10, quay về hướng Tây Bắc. Lộ giới trước nhà thì lộ giới 12m. Vừa lề vừa đường luôn là 12m. Lề mỗi bên thì 3m. Lộ thì 6m. Gần ngã ba, thuận tiện kinh doanh rồi luôn. Nhà cửa thì cũng rất rộng rãi thôi. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì alo số điện thoại 0396
40 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi kỳ vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Đây mình chạy thẳng ở Lẵng thì ra đại học y dược rồi luôn, để chạy đường này cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo luôn ha. Ba tội 850 sở hữu ngay, 3 tỷ 850 sở hữu ngay nha. Giá còn thương lượng. Đây là trường mầm non, đồ đầy đủ, trường cấp 1, cấp 2. Cấp 3 thì quẹo quanh kia. Đây cấp 1 với mẫu giáo, còn cấp 2, cấp 3 thì quẹo qua bên đường kia nha. Ở đây tới đại học y dược rồi. Đường Hàng Khánh, đường Liên Kiều, thành phố Cần Thơ, trung tâm thành phố Cần Thơ. Đây là tới đại học y dược. Đường này đường Trần Bạch Đàn ra đường Nguyễn Nhân Từ. Đây là có chung cư cao cấp luôn đang xây dựng. Em đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Trời ơi, chết luôn.